Khánh Bằng à? Tại sao bé Khánh Bằng lại hư hả? Hả? Bướng à? Tại sao lại hư thế? Không nghe lời không ăn đúng không? Hả? Bướng? Bướng là ăn thịt luôn nào? Hả? Ông này là ông mắt đen nhá. Chỉ thích ăn thịt những bé nào hư rồi nhá. Ngoan chưa? Khánh Bằng ngoan đi nhá. Không được hư đâu đấy. Ông mắt đen sẽ không mách ông khỉ ghê gớm để ăn thịt bé Khánh Bằng đâu. Nhá. Ngoan nhá. Đừng có bướng nhá. Ông mắt đen sẽ theo dõi bé Khánh Bằng xem ăn chưa nào. Ăn chưa? Nào! Ăn ngoan nè! Ra! Là hư là ông khỉ ăn thịt. Nhớ! Bướng là ăn thịt luôn đấy. Nhá! Ngoan gì à? Nhớ rồi đấy. Khánh Bằng mà ngoan là ông mắt đen sẽ tặng quà cho. Nhá! Biết chưa? À.